Trong hơi thở của mỗi bình minh, xóm muộn thức tỉnh với những câu chuyện hào hùng. Hàng trăm con tim đã không ngần ngại rời bỏ mái ấm gia đình, lên đường tham gia bảo vệ tổ quốc. Họ, những người lính của xóm muộn, đã chiến đấu không chỉ bằng vũ khí trong tay, mà còn bằng ý chí bất khuất lòng dũng cảm. Như một phép màu, dù sóng gió có lớn đến đâu, tất cả các chiến sĩ đều trở về với làng quê yêu dấu. Mỗi người mang theo những vết thương của chiến tranh, nhưng cũng đầy tự hào. Đến nay, sáu nguồn chỉ ghi nhận có 3 thương binh và 6 nạn nhân của chất độc da cam dioxin. Những dấu ấn không thể phai mờ của những trận chiến đã qua. Tôi thấy là đây không kém gì Tân Lập. Tân chào Sơn Dương Tuyên Quang. Mà đấy là vùng đất thiêng thì có lẽ đây là vùng đất thiêng thứ hai các cụ rồi tổ tiên, cụ hộ rồi chính quyền địa phương làm rất tốt nhiệm vụ động viên nhập ngũ cho đến chính sách hậu phương. Các cháu đi là yên tâm chiến đấu và đến bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chúng tôi hiện tại là có 14 xóm thì 13 xóm có liệt sĩ là 64 người. Thế mà xóm này thì không có liệt sĩ nhưng mà qua các cuộc kháng chiến thì đều có thương binh. Thế và nói như thế thì cũng nghe như, như 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 thông tin ấy thì cũng là xóm duy nhất của huyện Phú Bình là không có liệt sĩ. Xóm Nguộn không chỉ là một ngôi làng mà còn là biểu tượng của sự kiên trung, tình đoàn kết và một sự may mắn huyền bí. Đó là nơi tình yêu và sự quả cảm được gìn giữ, nơi mỗi người dân đều là những người hùng thầm lặng. Trong những năm chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, xóm muộn đã trải qua những thử thách khắc nghiệt từng giọt mồ hôi và nỗi đau đã góp phần giành lại tự do cho đất nước. Tôi được biết là cái năm cũng không nhớ là cái năm nào năm 2002 rồi. tôi được nghe là có 314 xóm Ở, riêng của cái xóm này gọi là xóm nguồn chúng thành là đi tham gia về kháng chiến chống pháp chống mỹ là rất nhiều nhưng mà không qua là liệt sĩ à, xóm là cũng có một cái tâm linh là đó phù hộ cho từ trước đến giờ tất cả là xung phong lên đường nhập ngũ là tình nguyện cũng trong chiến trường cũng có mà bảo vệ phía bắc cũng có nào thì máy bay bắn phá như cũng có người pháo binh thế nhưng mà cũng đều toàn vẹn mang trở về địa phương nhìn lại quá khứ người dân xóm muộn tự hào về những đóng góp của thế hệ cha ông cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc điều quan trọng hơn cả họ đã truyền lại tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ giúp họ hiểu được giá trị của độc lập tự do chiến tranh đã lùi xa trong niềm vui của xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu người dân xóm nguồn nói riêng xã dương thành nói chung càng thêm tự hào với truyền thống của quê hương tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh